Và một đôi loa JBL mã số là 725 2 bát 40. Từ leo dòng này hai côn coi 76. Tép leo coi 100. Một đôi súp bát 50. Và 728 2 bát 50. Từ leo coi 76 và cũng là dòng hai côn. Thì thưa các bác thân mến, hai đôi loa này đều là hai đôi loa hàng bãi xịn. Giá cho đôi loa 728 thì hiện tại em đang chào bán giá tốt nhất là 55 triệu đồng trên một đôi. Giá trên em chào bán tại cửa hàng Thuân để các bác. Các bác nhìn đôi loa rất là đẹp và em muốn nói là sơn của đôi loa nó là sơn zin các bác nhá. Người xem. Nó là sơn zin. Em không hề sơn lại chuẩn sơn của nó. Nên là cái lớp sơn của nó rất là ánh và rất là đẹp. Còn bộ sản phẩm các bác cùng tham khảo nhé. Như thế này đủ để cho các bác thỏa lỗi niềm đam mê chưa ạ? Một chiếc đẩy 4 kênh CLBX mã là DS41800. Một chiếc vang số CB Aukotic mã số là D4. Một chiếc quản lý nguồn S800 và một bộ mic không dây BBS S39GS và một tủ đồ. Thì là mời toàn thể các bác cùng mọi người sẽ cùng kiểm chứng nhé. Em sẽ test một bản nhạc để các bác cùng mọi người tham khảo. Và bác tỉnh đây ạ. Hôm trước chơi một quả súp đơn đúng không ạ? Chưa đã. Và hôm nay bác chơi một quả súp kép. Bác tỉnh có chia sẻ là cũng tham khảo và theo dõi trên kênh YouTube của cửa hàng là hơn một năm rồi. Và cũng rất là tin tưởng. Và cái địa lý thì nó xa xôi nên là phải tuyệt đối tin tưởng nên là mới về cửa hàng ủng hộ những bộ sản phẩm giá trị như này. Đây là bác tỉnh chủ nhân bộ sản phẩm đây ạ. Chào bác nhân. Và bác tỉnh hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Hải Phòng. Còn đây là ở quê đúng không bác tỉnh? Và đã quý mến cửa hàng em hơn một năm rồi đúng không ạ? Theo dõi hơn một năm rồi. Và cảm ơn anh tỉnh nhá. Và hôm nay là buổi chiều chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021. Thì thưa các bác thân mến, thì sẽ có nhiều những cái ý kiến của toàn thể các bác đó là tại sao trong nhà mà lại chơi âm thanh lớn như thế này. Và cũng sẽ có rất nhiều các bác nói rằng là chơi như thế này nó vẫn chưa đủ, khả năng vẫn phải thêm một đôi 40 đơn nữa đúng không ạ? Còn có các bác sẽ đánh giá là bộ này rất là chất hay chi tiết. Thì ý của toàn thể các bác như thế nào thì mỗi người sẽ có một cái gu chơi khác nhau. Còn riêng anh tỉnh vì rất đam mê JBL nên anh chơi cả một bộ sự kiện ở trong nhà các bác nhé. Ok, em sẽ test thử mời toàn thể các bác cùng mọi người tham khảo nhé. Ok ạ, mọi người sẽ cho em ý kiến. Em sẽ test một bản nhạc nữa để cho các bác cùng mọi người tham khảo nhé. À vâng ạ, phòng thì rất là rộng ấy chứ ạ. Đúng ạ, phòng này đã đủ để chơi chưa các bác? Rất là tuyệt vời. Em đã từng nắp những bộ ở trong gia đình còn khủng hơn bộ này nữa. Với một đôi súp kép JBL 728. À các bác nhìn này, đúng ạ. Một đôi súp kép JBL 728. Và em còn nắp hai đôi 725 nữa cơ. Và hai đôi Martin nữa. Rất là chất bởi vì toàn là hàng chất lượng và hàng xịn và những sản phẩm mà đẳng cấp. Đây em sẽ test một bản nhạc nữa các bác nghe nhé. Một bản nhạc chắc chắn là sẽ rất là hay. Ok. Đây là cái điều khiển, em sẽ mở các bác kiểm chứng. Em quay bộ đồ cho các bác tham khảo đây ạ. Một chiếc đẩy CLX, một chiếc đẩy truyền mạch Class D. Một đôi loa JBL mã số 725. Một đôi súp kép 728.
chắc chắn anh sẽ lấy đôi súp kép, còn hôm trước làm đôi súp đơn đúng không ạ? Anh bảo là không ăn thua phải chơi súp kép, và đúng hôm nay chính xác là súp kép. Hôm trước là sử dụng súp đơn các bác nhá. Hôm trước là sử dụng súp đơn B3 bắt 50, đúng thực sự là nó không đã. Hôm nay là đôi súp kép 728 các bác, em xin được giới thiệu thêm nhá. Súp kép 728 sử dụng hai bát 50 từ neo quay 76, và nó là dòng sản phẩm hai coi các bác nhá. Hai côn từ neo quay 76 lên là tiếng bát đánh rất là hay, nó không khỏe thôi các bác nhá, nhưng nó đánh rất là hay. Thùng gỗ 55 triệu đồng một đôi. Đây là đôi loa JBL 725. Hai bát 40 test leo, hàng xịn các bác nhá, giá 65 triệu đồng một đôi. Đó là về phần loa. Còn phần chiếc đẩy, đây là chiếc đẩy CNBIC, hàng xịn, chạy mạch Class D, giá là 28 triệu đồng một chiếc. Chiếc vang số CBD4 giá 6 triệu 500. Và chiếc quản lý nguồn S800 giá 2 triệu đồng. Một bộ mic không dây BBS mã S329GS giá 5 triệu 500 ngàn đồng. Đó là tổng bộ sản phẩm của anh Tỉnh, có địa chỉ tại Xuân Trường, Nam Định, chính xác là xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Và thưa các bác thân mến, các bác mọi người có nhu cầu mua sắm và test các bộ sản phẩm karaoke có giá trung bình hoặc là trung bình khá, hoặc là những bộ sản phẩm cao cấp, thì sẽ liên hệ cho em để được tư vấn. Và em sẽ khẳng định toàn thể các bác với cái số tiền các bác bỏ ra, cũng giống như là các bác mua ở đâu cũng phải trả tiền, nhưng với cái trách nhiệm và cái chế độ hậu mãi của cửa hàng thì em khẳng định là sẽ được chu đáo và chuẩn chỉ hơn các đơn vị khác. Và còn hơn nữa đó là cái chất âm, em khẳng định là sẽ căn chỉnh cho các bác cảm thấy là nó sẽ xứng đáng với giá tiền. So với số tiền các bác bỏ ra thì chắc chắn âm thanh sẽ hay hơn những đơn vị khác. Đó là những gì em dám cam kết. Hai vấn đề mà các bác rất là cần quan tâm đúng không ạ? Em xin cảm ơn anh Tỉnh lần nữa nha. Vâng ạ. Thế là bác thấy chúng em có chu đáo không ạ? Vâng, ok, cảm ơn anh. Vậy là chúc anh và gia đình mạnh khỏe nhé. Và ca hát thật sự là vui vẻ với bộ sản phẩm này nhé. Và em xin phép gửi lời chào toàn thể các bác và cả nhà. Hẹn gặp lại các bác và mọi người ở một clip tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Phòng này hơi vọng anh ạ. Phòng này vọng, có nghĩa là cái tiếng nói mình hy vọng. Vâng, hơi ít đồ một tí nên kê thêm.